Em chào các bác nhé. Hôm nay thì em lại hôm qua không phải hôm nay đâu, hôm qua thì em lại thu được một cái lô đây này, cái lô củ ngũ gia bì gai này. Thực ra là cái củ ngũ gia bì gai này có rất là nhiều bác quan tâm. Hôm nay em sẽ chia sẻ cho các bác cách để mà các bác xử lý nó và cách mà các bác dùng nó hiệu quả nha các bác nhé. Đấy, đây là cây ngũ gia bì gai. Cây ngũ gia bì gai thì các bạn sẽ chọn lấy những cây củ nó già như này. Đấy, trong trông nhỏ như này nó già rồi các bác nhé. Đây, đây những cây củ già. Đây ạ, như thế này thì mình dùng được rồi, nó chỉ cần nó hồng hồng là mình dùng được rồi. Đây, đấy, mình sẽ dùng cây củ như này. Thứ nhất là mình đi đào về, mình đào về như này thì mình, cái thứ nhất mình phải xử lý là phải làm nó sạch đi rồi đúng không? Phịt sạch đi, phịt nó sạch đi. Đấy, quái như này các bạn phải vịt sạch hết đất đi. Đấy, xong là những cái có lông lông này các bạn cào đi. Có một cái điều chú ý là khi các bạn sử dụng cái củ ngũ gia bì gai này, hay người ta còn gọi là nhục thung dung núi rừng đấy, thì các bạn phải đeo bao tay khi mà các bạn rửa nhá. Có ít ấy, có ít củ thì các bạn rửa thì các bạn phải đeo bao tay vào, chân đi ủng vào và làm thế nào để nó kín và để nước nó không bắn, bởi vì nó sẽ bị ngứa. Khi còn tươi như này nó sẽ ngứa, các bạn càng gái nó lại càng ngứa, nó không ngứa nhiều lắm đâu, nó không ngứa như cái giấy đâu, nhưng mà cái này nó cũng có ngứa, nó có một chút độc. Đấy. Cái củ này thì các bạn sẽ rửa sạch đi và các bạn làm. Nếu mà các bạn có ít ấy, các bạn không phải thầy thuốc ấy, thì các bạn không, ví dụ các bạn có 1-2 cân thôi đúng không ạ, mà 1-2 cân với các bạn dùng thôi, thì các bạn cách làm thì các bạn sẽ làm như này cho em. Các bạn sẽ đồ nó lên, rửa sạch đi, sau đó là các bạn đồ nó lên, đồ nó lên nó gần chín cơ, có nghĩa là nó đã chín rồi ấy, nhưng mà nó không phải nhừ, bởi vì nó là dạng khoai mà các bạn. Nếu mà các bạn nấu lâu quá nó sẽ nhừ nát ra đúng không, nhưng các bạn nấu nó chín rồi, đồ nó lên cho nó chín rồi. Đấy, các bạn đồ nó lên cho nó chín này, đồ cái củ này cho nó chín, sau đó thì các bạn mang ra các bạn thái để nó khô. Các bạn thái xong các bạn phơi khô lên được chưa ạ, các bạn phơi khô lên, sau đó thì các bạn hãy ngâm rượu hoặc là các bạn hãy đun nước uống. Đấy là một cách làm thứ nhất. Cách làm thứ hai là các bạn rửa sạch đi và các bạn, nếu mà các bạn ngâm rượu ấy thì các bạn sẽ bổ khúc, bổ nó ra, sau đó là các bạn ngâm nước qua một hai tiếng hoặc qua một đêm, xong bạn vớt lên, bạn phơi lên, phơi khô quắt vào là các bạn ngâm rượu được và sắc đun nước uống cũng được. Tuy nhiên là nếu mà đun nước uống ấy thì các bạn phải làm cái đồ kia lên, đun nó uống ấy, đồ lên thì nó sẽ tốt hơn. Đối với những cái bạn mà có ít ấy, các bạn dùng ít, các bạn không phải thầy thuốc ấy, thì các bạn làm cách đấy. Còn đối với những người thầy thuốc thì không phải dạy rồi đúng không? Như như bọn em thì bọn em sẽ rửa sạch nó đi và em thái ra, phơi khô thôi. Tại vì em kết hợp mà. Dùng em kết hợp mà các bác. Cây này khi mà khô lên thì nó không bị ngứa nữa. Mà em kết hợp có phải dùng mỗi mình cây nhục thung dung này đâu, có phải dùng mỗi cây ngũ gia bì gai này thôi. Nhưng cây ngũ gia bì gai này nhá, trong bài thuốc mà không có cây ngũ gia bì gai này thì nó sẽ không ấy được đâu. Bác nào mà mềm mềm yếu yếu ấy thì trong bài thuốc cũng phải cái củ ngũ gia bì gai này kết hợp trong bài thuốc để ngâm rượu thì cũng phải có nha các bạn nhé. Các bạn ngâm rượu thì các bạn cũng phải có này. Đó các bạn, củ thì chọn được củ già để dùng để ngâm rượu hoặc là để sắc nước uống. Thực ra cái củ này thì bây giờ mọi người mới phát hiện ra thôi, có nghĩa là người ta học hỏi lẫn nhau ấy, ở trên mạng ấy thì người ta học hỏi lẫn nhau, thì nhiều người người ta không làm về cây thuốc đâu. Người ta khi người ta thấy chia sẻ video về cây thuốc như này thì họ họ bắt chước và họ mang đi bán, thì họ họ dùng độc vị thôi, thì người ta không biết đâu. Nhưng mà đối với bọn em ấy, thầy thuốc như bọn em gọi là thầy thuốc gia truyền ấy, thì là từ bé đã được sử dụng củ này rồi, có nghĩa là từ bé đã biết cái này là thành cây thuốc rồi. Cái này nhá, bị bệnh tim nhá, trong bài thuốc mà các bác bị bệnh tim ấy thì cũng sẽ có thành phần của cây này, các bác sẽ cho cái củ này vào để đun uống cùng, kết hợp để uống cùng các bạn nhé. Nó tốt cho tim mà. Đấy, trước là chữa bệnh tim là có củ này, củ này gọi là củ ngũ gia bì gai, lá thân nó thì còn nhiều gai. Cái này thì nó mọc ở núi đá, nó cho nên nó xấu này, nó bị đá, nó bị chèn đây này các bạn, nó bẩn thế thôi, nhưng mà mình rửa sạch đi, nó khô thì mình dùng. Đấy, nhưng cái này nó già quá này các bạn, nó già quá, nó nhạt màu đi rồi, củ nó già quá, nó nhạt màu đi rồi. Đợt này thì em cũng không được nhiều đâu các bạn, mỗi lần lấy ấy, thì cũng không được nhiều,
Mà các bạn phải biết là kể cả ngũ sa bì gai mà cái gì cũng thế, mà khai thác nhiều quá, khai thác nhanh quá thì nó cũng sẽ không mọc kịp. Nó sẽ không mọc kịp đâu các bạn ạ. Vẫn có nhưng mà ở chỗ em ở rừng thì nó vẫn có, nhưng mà phải đi xa lắm. Đi xa thì lấy khó, mỗi lần cái này là em phải mua thôi chứ em không lấy được. Tại vì nặng lắm các bạn. Nhìn thế thôi nó nặng lắm, đi lấy thì nó nặng lắm. Đấy. Cái này thì dùng cho các bác bị xương khớp này. Các bác có vấn đề về xương khớp này, các bác cần yếu cần mềm này nhá, các bác nam giới yếu mềm này là phải có cây này này. Phụ nữ mà bị bệnh tim này, tim mạch, bị bệnh xương khớp này cũng có cây này. Cây này nó rất tốt, em chia sẻ lại cho các bác một lần nữa. Rất là nhiều bác không biết sử dụng như thế nào, các bác biết mua về nhưng các bác không biết sử dụng như thế nào. Thì em bảo với các bác rồi, nếu mà các bác có 1 đến 2 cân, 1 đến 2 cân của cây cú này thì các bác đồ rửa sạch đi. Nhưng mà quá trình rửa là phải đeo bao tay, chân phải gọn gàng không nó bị ngứa. Cái này nó khi nó còn tươi, nước càng tiếp xúc với nước nó càng ngứa, nó sẽ bắn ra. Nên là các bạn phải đeo bao tay vào. Đấy, sau đó là các bạn đồ nó lên. Đồ nó lên cho nó chín rồi. Chín nhá, không phải nhừ nhá các bạn nhá. Nó là hệ quay. Nếu các bạn để nó nhừ hết nát ấy, nó không thành thuốc đâu. Các bạn phải đồ lên cho nó chín rồi. Sau đó các bạn vớt ra, không bạc, các bạn thái ra, các bạn phơi nắng hoặc các bạn sấy. Thì lúc đó nó khô cong rồi thì các bạn thoải mái đun nước uống và ngâm rượu. Tuy nhiên, cây thuốc này là em khuyến khích các bác là không cần phải dùng độc vị đâu. Cây này các bác cũng phải kết hợp. Cây này thì em không dùng độc vị. Mặc dù nó rất là quý, nhưng em không dùng độc vị được. Cây nào dùng độc vị được em sẽ chia sẻ dùng độc vị. Còn cây nào không dùng độc vị được thì em không chia sẻ dùng độc vị đâu các bác nhá. Cây này bắt buộc là các bác phải kết hợp để dùng. Độc vị thì cũng được, nhưng mà nó cái gì nó tốt quá nó cũng không nên, đúng không? Đấy, khi mà các bác dùng mỗi một vị thôi thì nó sẽ không làm được tốt được cái chức, không phát huy được cái cây thuốc của mình. Ít nhất khi mà các bạn ngâm rượu ấy, thì các bạn cũng phải ngâm cây này với 1-2 cây nữa, được chưa ạ? Đun uống cũng thế. Còn bài thuốc của em thì nó có nhiều cây lắm các bác, em chia sẻ với các bác nhiều rồi. Đấy, bác nào mà có vấn đề về sinh lý ấy, đấy thì cũng dùng cái này để sắc uống lắm, em cũng chia sẻ nhiều rồi. Đây này các bác, được một đống này, được có mấy chục cân thôi các bạn ạ, không được nhiều. Vậy thôi, em chia sẻ với các bạn một chút vậy thôi. Em đi làm việc ấy. Chào các bạn nhé.